Rồi, xin chào anh em nha. Clip sáng hôm nay mình sẽ đến với em một ít tất cả cái dòng máy mà rỉ rỉ nha nè. Dòng đa số là dòng máy rỉ. Thì quy định mua máy của mình thì anh em cũng biết rồi nha. Cọc trước cho mình cái cọc Viettel 50k cho cái máy dưới 1 triệu ha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em cọc cho mình 100 ngàn Viettel. Xong rồi nhắn họ tên địa chỉ cùng với anh em mua cái máy gì thì nhắn máy đấy luôn. Thì mình sẽ gửi trực tiếp cho anh em nha. Số điện thoại đặt máy của mình là 0355 356 356. Mình có đề sẵn trên các bạn đó nha anh em. À, con máy đầu tiên trong clip này là con Oppo Neo 7 nè anh em. Con này thì bán nội địa ha, mình bán rất nhiều trong kênh mình rồi. Về liên tục cái dòng này. Oppo Neo 7 bán nội địa. Con này ngoại hình đẹp tầm 97 nha. Đó, xuất sắc cũng ít thôi. Còn rất là đẹp, nguyên zin. Máy này nguyên zin nha. Màn hình 5 inch. RAM 2 bộ nhớ 16, pin nó là 2420. Và giá để anh em là 930 ngàn nha. 930k kèm sạc. Ship mình chưa bao nha. Anh em nào mà chuyển khoản thanh á thì mình bao ship. Còn ship code thì anh em vui lòng cộng thêm mình vài chục ngàn tiền ship nha. 930 ngàn. Oppo Neo 7 nha anh em. Máy này máy nội địa RAM 2GB xài rất là sướng. Tiếp theo con thứ hai là con G2 Pro. Ngoại hình thì cũng còn đẹp anh em. Kính cũng còn rất là ok. Con này mình mới thu lại của khách. Đành bán luôn cho anh em. Lưng đẹp. Xài cái ốp lưng này anh em, ốp lưng này nên là nhìn cũng rất là ok. Anh em mua thì mình cho luôn cái ốp lưng đó, cái nào có thì mình cho ha. G2 Pro cũng máy xài rất là ổn định nha anh em. Màn hình 5 inch, RAM 1.5 GB, bộ nhớ 16, pin của nó là 2600 nha. Và giá con này mình để anh em là giá 1.050.000 kèm sạc. 1.050.000 kèm sạc. Máy mình bán ra thì tất cả các máy mình bảo hành 1 tháng hết nha anh em. Bán bảo hành đều anh em 1 tháng, bao test anh em 1 tuần. Nếu lỗi phải gì alo cho mình, lỗi lại anh em cái khác. Máy bán ra thì kèm sạc cộng dán cường lực cho anh em đầy đủ cho anh em xài ha. Con thứ ba là con G530 Samsung, con này thay vỏ rồi anh em. Thay vỏ đẹp kem. Đó, thay vỏ thì rất là ok rồi. Con này là màn hình của nó là 5 inch, RAM 1 bộ nhớ 8, pin nó 2600 nha. Và giá ra đi cho anh em là 830.000 kèm sạc. 830k kèm sạc. Máy bán ra giá cường lực cho anh em đàng hoàng hết. Gửi về thì anh em chỉ được xài thôi. Ok nha anh em, G530. Tiếp theo thì một con này là con G531. Con này là G531 anh em. Đây. Máy thì vỏ thay đẹp như mới. Thay là đẹp như mới luôn anh em. Khỏi lăn tăn dụ vỏ luôn. Thay rất là đẹp. Như máy mới luôn. G531. Màn hình 5 inch. RAM 1 bộ nhớ 8. Pin của nó là 2600 nha anh em. Và giá để anh em là 830 luôn, ngang con G530. 830.000 kèm sạc cho anh em, dán cường lực luôn. Đó, máy xài rất là sướng tay. Không có vấn đề hết nha anh em. Tiếp theo clip thì là có một con G2 Prime, con này là G532. Đó, mình mọi thứ có một coi. Anh em thích cái máy nào thì alo mình nói ha. G532 thay vỏ luôn. Mấy con này là đa số thay vỏ mới hết, từ dòng này nó ra cũng hơi lâu. Nhưng mà xài giải trí vẫn có được cho anh em. Lên mạng cho những anh em sinh viên vẫn xài ok, không có vấn đề hết ha. Mình tiền nào cũng nói thôi. Giá rỉ rỉ vài trăm ngàn thì anh em cũng không thể đòi hỏi được nhiều hơn. Đó, mình phải chấp nhận với cái túi tiền của mình anh em nha. Đó. Con này thì mình đã thay lại vỏ mới đẹp can như mới rồi. Anh em yên tâm. G532 gọi là G2 Prime anh em. Màn hình 5 inch, RAM 1.5 GB, bộ nhớ 8 nha. Pin của nó là 2600. Và giá con này thì nhìn hơn con kia một tí nha, 930.000 kèm sạc. 930k kèm sạc cộng dán cường lực cho anh em đầy đủ trước khi mua và gửi tới cho anh em. Đó. Mọi chức năng là full cho anh em. 930.000. Tiếp đến là một em Oppo A71. Oppo A71 thì có một cặp luôn anh em. Vỏ thì đồng như nhau luôn, vỏ toàn xám như nhau. Được cái là kính còn đẹp. Kính rất là ok. Này, test con cho anh em coi. Đó. A71 RAM 3 bộ nhớ 16. Màn hình của nó 5 inch 2, pin 3000. Vỏ thì hơi xấu. Đó, máy zin chưa có đụng chạm anh em. Đó. Kính ok. Con này để anh em giá là 1.250 nha. 1.250.000. 1.250.000. Máy bán ra thì kèm sạc cộng dán cường lực cho anh em ha. Mình có tiếp một em Vivo i53 này. Vivo i53. Con này là vỏ hơi trầy.
Rồi, máy zin. Kính thì còn đẹp nha anh em. Kính có giá là bỏ ra rồi, còn rất là đẹp. Màn hình em yên 126, pin 2500 nha. Pin 2500. Và giá con này là 930k. 930k nha anh em. i53. 930k. Và luôn mình thông báo với anh em luôn nha. Thì mình có làm một cái kênh mới đó. Kênh này các anh em, nhiều anh em cũng biết rồi. Nhưng mà mình đã giới thiệu luôn cho anh em trong cái kênh của mình để dễ biết hơn. Là anh em lên, anh em vô cái kênh Di Động Hồ Phúc này. Đây, vô kênh của mình là đúng không? Đó. Anh em bấm vô. Thì nó có cái mục là kênh này. Thì mình có đơn kênh Hữu Phúc Vlog trong này nha anh em. Đó. Thì cái kênh này là mình chuyên bán máy zin. Máy zin đẹp. Anh em mua trong cái kênh này thì yên tâm, máy là không, chưa hề thay vỏ. Hay những anh em mà thích, thích cái dòng mà nguyên zin á, mà chưa hề thay vó cũng như sửa chữa gì hết, thì anh em qua cái kênh Hữu Phúc Vlog của mình để mua máy nha. Đây, anh em nhấp vô. Anh em nhấp vô Hữu Phúc Vlog của mình đây ha. Mình có đăng bài trên đây, nhưng mà kênh này cũng mới nên lượt xem nó cũng còn rất là ít. Anh em cứ qua đây là mua máy riêng nha. Mình có đăng bài trong đây. Mình cũng sẽ đăng thường xuyên những clip bán máy trên clip này. Trên đây anh em cứ vô coi ha. Máy riêng riêng đây. Rồi, em xin chào tất cả nhà mình nha. Đó. Mình có cái kênh bữa nay là mình bán, mình thì bán điện thoại có hai kênh nha anh em. Cái kênh chính của mình đó là kênh Di Động Hữu Phúc ha. Đây, cái kênh này thì bây giờ là mình bán máy nguyên zin. Anh em mua máy zin á, anh em nào mà thích máy đẹp zin nguyên, chưa đụng chạm sửa chữa thì vô kênh này nha. Bảo đảm anh em máy là chưa có bao giờ đụng chạm sửa chữa trong cái kênh này. Bao anh em được máy zin luôn, đẹp luôn. Đó, nên là còn cái kênh Di Động Hữu Phúc của mình đây này, thì bây giờ mình để dành bán máy có. Mấy dòng thì rẻ tầm 1-2 triệu đô lại cho những anh em lao động ha. Mua máy là nó dễ hơn. Còn anh em nào mà thích cao cấp, thích máy riêng nguyên thì qua cái kênh kia nha. Mình sẽ tuyển lựa máy mình đưa qua cái kênh Hữu Phúc Vlog. Nên anh em cứ qua đây coi nha. Rồi, tiếp theo là một con Wheeler. Con Wheeler. Máy ngoại hình thì đẹp chín chín. Màn hình 5.5 inch. RAM 1 bộ nhớ 8, pin 2007 nha anh em. Con này máy đẹp chín chín, giá 750.000 kèm sạc. Giá 750k kèm sạc. Đó, ok nha anh em. Tiếp theo là một em Oppo A39. Oppo A39. Máy này thì ngoại hình vỏ cũng còn được ok. Kính đẹp A39, màn hình 5.5 inch. À quên, sorry anh em nha. Con này màn hình 5.2 thôi. RAM 3 bộ nhớ 32, pin của nó là 2009 nha. Và mình để anh em giá con này 1.3 triệu. 1.3 triệu kèm sạc, cảm giác cực lực cho anh em nha. Phí ship anh em tự chịu nha. Anh em nào chuyển khoản thẳng thì bao phí ship, còn không thôi thì ship code thì anh em tự xử ha. 1.3 triệu. Anh em nhớ nha, cái kênh này thì mình chuyên bán máy có. Những cái dòng rẻ thì mình sẽ bán trên kênh này. Còn anh em mua máy mắc tiền, máy đẹp riêng nguyên, bao luôn máy không có thay thế một cái gì hết, thì anh em qua cái kênh Hữu Phúc Vlog của mình nha. Nên mình có hai cái kênh cho anh em lựa chọn máy mua rất là dễ dàng luôn, khỏi phải lăn tăn. Là máy có sửa chữa hay thay thế gì không thì mình có nói trong cái kênh này, còn kênh kia thì máy riêng nguyên. Đó, cho anh em dễ xử lý, dễ mua luôn. Một em Vivo i55s anh em. i55s. Vỏ hơi trầy. Đó. Máy riêng thì nó phải trầy trước tí anh em. Theo thời gian, nhưng mà máy có, máy rẻ. Kính đẹp nha anh em. Kính con này xước cực nhẹ nha. Đó, đẹp. i55s, màn hình 5.2, RAM 2 16, pin của nó là 2730. Và con này giá của nó là 970.000 anh em. Quá bèo cho anh em nha. 970k. Còn giá trị rất là ok luôn, không vấn đề hết nha anh em. 970k con này. Oppo F1S. Máy này thì thay vỏ rồi. Bao anh em như mới luôn. Thay vỏ kính đẹp. Đó, không hề xước xác. Máy như máy mới. F1S và hình 5.5 inch, RAM 3 bộ nhớ 32, pin của nó là 3075. Và con này giá thì 1650 anh em. Máy đẹp keng luôn. 1650 cho anh em con này nha. Tiếp theo thì một em Oppo A3S. Con này thì đã thay vỏ. Đó, con này thay vỏ này, thay vỏ nó như mới luôn. Đây anh em. Anh em coi đi. Đó, đẹp keng như mới nha. A3S thay vỏ rồi. Kính thì đẹp, con này kính có dáng ngực lực, mình tháo ra mới keng luôn. Không vấn đề hết nha. Đó, màn hình sáng nét, rõ nét, đẹp. A3S. Màn hình của nó là 6.2.
pin RAM nhé, RAM 2 bộ nhớ 16, pin của nó là 4230. Và con máy đẹp càng như này thì mình để anh em giá 1.7 triệu nha. 1.7 triệu dán cơ lực cho anh em miễn phí, kèm sạc 1.7 triệu tròn. Đó, anh em cần thì hú nha. Mình có hai con ABS được anh em, tiếp một con ABS nữa này anh em. Một con ABS này, con này là vỏ ring. Đây này, cái nắp ring này nó hơi trầy xước một tí này. Đó, màn thì sáng đẹp cho anh em xài thoải mái luôn. Con này thì giá của nó ra đi là 1.650.000 nha. Rẻ hơn 50.000. 1.650, anh em nào thích vỏ toàn tí thì lấy con này. Còn con đẹp keng thì 1.7 triệu. Ok, một cặp thôi. Có hai con. Đây này. Hai con khác nhau nha, anh em tự biết nha. Con này thay vỏ này, con này là máy ring. Con thấy vỏ 1.7 triệu, con này thì nắp ring của nó thì 1.650. Ok. Clip này thì mình có thêm con Asus nha anh em, Tab Asus này. Con này là màn hình của nó là 7 inch. Tab Asus màn hình này 7 inch, anh em xem YouTube nha. Thoải mái, cho con em mình xem YouTube thoải mái. Con này giá 830.000. 830k một con Tab Asus. 830k quá rẻ anh em. Bèo nhèo luôn. Đây, một con Tab Huawei màn hình 8 inch. Con này bự hơn con nãy nha, mặt sau có dán nhám rồi. Con này màn hình của nó là 8 inch luôn anh em, rất là rộng nha. Con này RAM 26 nha, con người nãy là con RAM 1 bộ nhớ 8. Con này RAM 1 bộ nhớ 8 này. Con này RAM 2 bộ nhớ 16 này, Huawei này, màn hình 5 inch này. À, mình là màn hình 8 inch này. 8 inch, pin của nó là 4800 nha. Con này để anh em giá 1350. 1350 cho em Tab Huawei màn hình 8 inch. 1350. Và một con Tab iPad Mini 1. iPad Mini 1. 16GB, bản Wi-Fi. Máy ngoại hình con đẹp. Kính đẹp, bản Wi-Fi. Con này bán nhanh cho anh em luôn, giá 1.350.000. 1.350.000 nha. Quá rẻ nha anh em. iPad 1 Mini 1. Rồi, clip này mình xin kết thúc tại đây đi. Thân ái chào anh em. Hẹn anh em clip tiếp theo nha. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh và bấm like video để đón xem clip mới nhất nha. Những anh em mua máy riêng nguyên đẹp giá tầm trung trở lên qua kênh Hữu Phúc Vlog để đăng ký kênh để đón xem những clip mới nhất từ kênh Hữu Phúc Vlog của mình nha. Rồi, thân ái chào cả nhà luôn.